khi Đức Giê-xu giảng dạy những điều ấy xong, người rời khỏi miền Ga-li-lê và đi đến miền Giu-đê bên kia sông Giô-đan. Dân chúng lũ lượt đi theo người và người đã chữa họ ở đó. Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-xu để thử người. Họ nói: Thưa Thầy, có được phép rảy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Người đáp: Các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam, có nữ. Và người đã phán: Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương, một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương, một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly? Họ thưa với người: Thế sao ông Mô-sê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rảy vợ? Người bảo họ: Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các ông rảy vợ. Chứ thuở ban đầu không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rảy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình. Các môn đệ thưa người: Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn. Nhưng người nói với các ông: Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng. Có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn. Lại có những người tự ý không kết hôn vì nước trời. Ai hiểu được thì hiểu. Bây giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-xu để người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng, nhưng Đức Giê-xu nói: Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời là của những ai giống như chúng. Người đặt tay trên chúng rồi đi khỏi nơi đó. Bấy giờ có một người đến thưa Đức Giê-xu rằng: Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời? Đức Giê-xu đáp: Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn. Người ấy hỏi: Điều răn nào? Đức Giê-xu đáp: Ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng gian, ngươi phải thờ cha kính mẹ, và ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình. Người thanh niên ấy nói: Tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không? Đức Giê-xu đáp: Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo. Anh sẽ được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi. Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. Bấy giờ, Đức Giê-xu nói với các môn đệ của người: Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào nước trời. Thầy còn nói cho anh em biết, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước Thiên Chúa. Nghe nói vậy, các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói: Thế thì ai có thể được cứu? Đức Giê-xu nhìn thẳng vào các ông và nói: Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được. Bấy giờ ông Phê-rô lên tiếng thưa người: Thầy coi phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Đức Giê-xu đáp: Thầy bảo thật anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh,
Khi con người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên 12 tòa mà xét xử 12 chi tộc Israel. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất vì danh thầy thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp. Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.